cái sự việc mà cái vụ cái hàm răng này, mọi người, những cái kênh YouTube người ta nói về vấn đề này thì chị làm sao mà lên tiếng được em? Chị cũng giống em đó, chị cũng giống y chang em vậy thôi, sao chị lên tiếng được? Chị lên tiếng người ta đâu có nghe, đúng không? Thời điểm đó chị biết là lo lên tiếng người ta cũng không sao không nghe, đúng không? Thì thời điểm này chị cũng vậy thôi, chị cũng giống em thời điểm đó thôi, chị lên tiếng là người ta cũng đâu có nghe đâu. Còn ở đây những cái gì mà chị cho em tự động em trả lại, em mang qua em trả lại, tới giờ chị còn chưa nhìn thấy cái những cái thứ mà em trả lại, tại vì chị không có nhu cầu để lấy lại, nên em đưa cho nhân viên của chị, mà chị có tới giờ chị cũng không cần phải lấy lại nữa, nhân viên của chị vẫn bỏ trong kho. Và mọi người, vì cái việc mà em tự động em trả lại mà mọi người chửi chị, mọi người nói chị là cho xong đòi quà mày, cho xong mày đòi quà, mày cho xong mày đòi quà. Và em có biết, em có biết cái đó là cái mà các con của chị bị ảnh hưởng khi các con của chị bị bạn nói là mẹ mày cho quà người ta xong rồi đòi lại. Mà chị đòi em hồi nào? Chị chưa bao giờ đòi. Mọi người hãy tìm, nếu mà Phương Lê này đòi thì cái gì Phương Lê cũng chịu hết á. Chị không đòi, em tự động em đem đi trả lại. Em tự động em đem đi trả lại. Và mọi người lên chửi chị, nói như vậy, nói là mày đi đòi lại, mày đi cho người ta xong mày đòi lại các kiểu. Nhưng lúc đó em cũng có vấn đề khó nói, đúng không em? Khó dạy, khó có thể lên tiếng giùm chị được. Theo lẽ nếu mà dễ một chút xíu thì em đã lên tiếng rồi, em đã lên tiếng nói là không, chị Phương Lê không có đòi đâu mọi người ơi, nhưng mà tại vì tôi trả lại đó. Nhưng lúc đó em cũng khó như chị lúc này nè. Em không có nói, em không đính chính giùm chị, không đính chính cái sự thật giùm chị. Và các con của chị bị bạn nói, ôi sao mẹ mày cho người ta xong mẹ mày đòi lại. Con của chị về khóc rất là nhiều, mẹ ơi, sao mẹ đi đòi lại của cô đấy chi, mẹ cho mẹ đòi, nhưng mà mẹ này không có đòi con ơi. Và cái sự vô tình trong cái hai giai đoạn đó đã làm các con của chị bị tổn thương. Thì nếu trong cái giai đoạn này mà người ta nói về hàm răng á, chị không tiện lên tiếng, chị không có quyền lên tiếng để em tổn thương, chị xin lỗi em. Nhưng thời điểm đó là con chị tổn thương nhiều lắm đó. Tại vì bạn con chị nói, hỏi bạn chị, bạn hỏi, hỏi các bé gì, ủa sao mẹ mày đi đòi quà cho người ta rồi đòi, mà chị đâu đòi, phải không luôn? Em tự em đem trả lại, tới giờ chị vẫn không có nhìn thấy, tại vì nhân viên của chị nhận chị không nhận. Thì đó, em không có một cái quyền gì để lên đính chính cho chị hết. Thì ngày hôm nay xong cái sự việc này, chị cũng bó tay thôi em. Chị cũng bó tay. Và chị nhớ không lầm là sau khi chị muốn dừng lại và chị bận rộn và chị không thể đồng hành cùng em, chị đã nhắn tin cho em rất rõ ràng lý do mọi thứ, nhắn riêng, đúng không Lâm? Chị nhắn riêng mà chị chào em, chị nói là chị cảm thấy là chị không có phù hợp nữa, rồi chị rời đi và chị chúc cho em có cuộc sống tốt đẹp mọi thứ. Và cái thời điểm đó chị không hề có cái sự việc xảy ra là do cái sự việc của cái liên quan tới một cái người khác trong cái team mà bây giờ trong đây chị không tiện nói. Thì cái việc đó là cái việc của người chị với người ta, thì cũng đâu có liên quan gì. Nhưng em chọn cách là em đem qua đòi em trả lại cho chị, thì chị nghĩ là cái khó của em. Chị lúc đó chị cũng có hiểu cho em đó, dù ở ngoài đường người ta ném đá chị, người ta nói chị là đòi chị, nhưng mà chị không hề đòi. Nhưng mà chị không hiểu tại sao chị với cái người thứ ba bên kia, nhưng mà em vẫn làm cái hành động đó. Thì chị nghĩ là cái khó của em, chị vẫn chấp nhận để hàng ngàn mũi tên
thể tha cho chị được không? Tại sao em sau cái sự việc đó rồi thì em vẫn còn qua phòng khám của chị để em khám răng, và bác sĩ mọi người vẫn tiếp em một cách rất chu đáo cũng như là kín đáo. Em nhớ là em, tại sao có những chuyện ví dụ như bây giờ nè, em không thích hàm răng này nữa, hoặc là em không thích hàm răng này, hoặc là có thể là em nghe người này người kia nói về hàm răng, em nhắn tin cho chị, em hỏi chị, tại vì em có số của chị mà. Tại sao cái việc mà em qua phòng khám của chị để em xin tái khám và bác sĩ người ta chăm sóc lại cho em tất tần tật thì em có thể nhắn cho chị, em nhắn là em kêu chị ơi em qua phòng khám em làm dày và chị nhớ là kín đáo giùm em. Cái ngày mà em qua em có biết là chị đã phải dời khách từ ở phòng khám này chuyển qua phòng khám khác để cho em làm mà không có ai nhìn thấy em, không ai chụp hình đăng hết. Khi em cần cái sự kín đáo em nhắn cho chị thì chị đã làm như vậy mà luôn. Chị đã làm như vậy mà. Em cần mà chị làm vậy mà chị hủy, chị dời khách. Chị gửi khách từ phòng khám này dời qua phòng khám khác để phòng khám nó chỉ điều trị cho mỗi một mình em thôi. Và không ai biết em qua hết, đúng không? Sau khi em về rồi em còn nhắn tin cho chị. Em nói là em sẽ quay lại cái hiểm lên. Và em trả tiền. Chị hỏi, ô, trả tiền à tôi à cô? À dạ, có người cho em tiền rồi. Để em trả cho chị. Để chứ là em qua em cắm hiểm lên là em trả. Thì tại sao những cái lúc em cần như vậy, em cần chị thì em gọi em nhắn cho chị, nhưng những cái lúc mà em đi trả đồ cho chị thì em đăng lên trên mạng. Em có số chị mà, em có thể nhắn chị ơi sao những cái người này họ nói vậy, có phải chị không, chị nói không, chị kêu họ, chị mướn cho chơi họ không? Nếu mà chị nói, nếu mà chị không có thì chị lên chị đính chính giùm em được không? Hoặc là nếu mà chị nói mà chị không có, chị thề đọc với em đi. Ví dụ như chị nói mà chị không có nhờ Thủy Lê hoặc là mướn Thủy Lê đó, mà chị nói chị không nhờ, nếu mà chị có nhờ là cho chị. Em nói là chị ơi chị live stream với em một lần thôi, em chốt đơn một tuần không hết. Cứ hai tuần hay là mình chị 10 ngày chị đưa chị qua là em kêu chị ơi chị qua đi, chị live stream phụ em, chị live stream giùm em không biết bán. Và mọi người trên này chắc cũng không quên đúng không? Chị live stream cho em, chị la, chị hét, chị kêu mọi người mua. Chị đau cả họng. Nhưng chị chưa bao giờ than em hết trơn, chị rất là vui vì chị giúp được, chị giúp được em một cái phần gì đó. Tại vì em thời điểm đó em chưa biết. Và em có biết cái thời điểm đó mỗi lần chị làm điều đó, tại sao chị vẫn yêu anh luôn tới thời điểm này không? Tại vì mỗi lần mà chị làm cái gì cho em là anh luôn đều nhắn tin riêng cho chị, anh luôn cảm ơn chị rất nhiều. Và anh luôn thương em rất nhiều, anh luôn lo cho em rất nhiều. Chị đâu có đơn giản yêu một người mà vô tâm giống như mọi người nghĩ đâu. Em nhớ là em có nhớ những lần như vậy không? Chị em của mình có những cái tình cảm như vậy đó. Chị đã làm gì sai với em? Chị chưa bao giờ làm gì sai với em hết á. Cái việc chị với cái anh kia là chuyện chị với anh kia. Chị không làm gì sai hết á. Và có những lần em nhớ không? Có những lần em qua nhà tận nhà chị, em nhờ chị phụ giúp với lại người phát ngôn của em. Những lần người phát ngôn của em không có ở Việt Nam, bạn ấy không có Việt Nam, là em đã qua nhà chị rất nhiều lần và em nhờ chị giúp. Và cái đó là em nhờ luôn, em nhờ chị phụ giúp em. Và chị nói thôi, cái việc này là phải hỏi lại người phát ngôn của em, tại vì nó rất là tế nhị, và hỏi là cái người cần hỏi nữa là anh Luân, anh hai của em. Chị nói thật, chị không nói dối đúng không Luân? Chị đã nói với em là cứ nói với anh hai của em, cứ nói, phải nói với người đại diện phát ngôn của em.
Khi nào hai người đó đồng ý thì chị mới vào chị phụ được. Tại vì chị thấy cái sự này nhào vô như vậy giữa đường của người ta rất là nhạy cảm. Và đặc biệt là cái sự tế nhị dành cho cái cô người phát ngôn đó. Vì thời điểm đó chị coi cô ấy như một người bạn mới của chị và chị rất trân trọng cô ấy. Chị rất trân trọng và chị rất tôn trọng cô ấy. Chị nghĩ là mình đã có thêm một người bạn nữa. Tại cùng cùng lứa mà. Và chị rất là sợ mất lòng. Chị đã nói với em là phải hỏi cô ấy, phải hỏi cô ấy. Và đặc biệt là phải hỏi anh hai. Nếu anh hai nhờ và cô ấy nhờ phụ thì chị sẽ phụ. Phụ ở đây là cách là chị đã nói như vậy, nhưng mà chị đã đi tìm luật sư để phụ thêm, hỏi nghe ngóng có luật sư nào giỏi về những cái vấn đề này để chị mời thêm. Và chị đã nhờ nhờ người, chị có nói với em, chị có nói với anh Luân là chị đã nhờ người tìm luật sư giỏi, kể cả luật sư ở nước ngoài hay là những người người nước ngoài mà giỏi. Nói chung là lúc đó là thấy thấy em rối, thấy em lo, chị thương lắm. Và chị nghĩ là em bị thiệt thòi. Và những lần em qua nhà em năn nỉ, em nhờ, có những lần em khóc luôn mặt, đúng không? Chị nhớ hoài cái hình ảnh một cô gái, một cô em gái. Tại thời điểm đó là chị coi em là như là em của chị, chả bao giờ chị suy nghĩ gì hết. Em nhờ, em năn nỉ, em nhờ chị mà em khóc. Chị nói thôi em có mẹ nuôi em giúp em rồi, em có người này người kia rồi. Em nói nhưng mà không, em vẫn muốn nhờ chị phụ, em muốn vẫn muốn có chị. Thì có phải là chị là cái đứa mà tự động lớn qua, mà khi không cần không, chị động lớn qua câu view không em? Nhưng người ta lên người ta nói chị như vậy đó. Em vì cái khó của em mà em không có đính chính gì cho chị hết thời điểm đó, đó. Để tới tận bây giờ người ta vẫn hiểu như vậy. Người ta vẫn hiểu, người ta vẫn nghĩ như vậy đó. Nhưng mà sự thật người ta đâu có biết. Em có nhớ là em ngồi ngay cái chỗ này nè. Em khóc. Chị nói là thôi phải hỏi người đại diện, phải hỏi anh hai. Thì quay trở lại thời điểm đó mọi người nghĩ là chị đến với em là vì câu view thế này thế nọ. Thì nếu được á, nếu mà em có tâm á, thì em đã có được, thì em đã lên đến chính giùm chị rồi. Nhưng không, em khó của em khó như chị ngày hôm nay vậy nè, không đến chính được. Mà chị bị cái hàm oan nó tới ngày hôm nay. Thì bây giờ cái chuyện hàm răng, người ta nói, người ta lên người ta nói này nói kia là gì? Cái đó là cái chuyện của người ta. Người ta nói là nguyện của người ta. Chừng nào chị nói nè, chừng nào chị đòi mày trả cho tao hay là thế này thế nọ mới là chị chứ. Tại vì chị có hoạt động mạng xã hội mỗi ngày mà. Chị cần cái gì chị nói chứ chị đâu cần nhờ ai, đâu cần, chị đâu cần nhờ người phát ngôn, đúng không nè? Thì nếu chị cần đòi chị đã lên chị đòi rồi, nhưng mà không. Và chị còn dặn phòng khám là khi nào em muốn qua làm bất kỳ thứ gì á là phải, là thứ nhất là phải giữ bí mật, giữ bí mật là lúc làm của bố em làm thì không được để cho khách khác thấy, tốt nhất là dời khách đi hết để cho em làm một mình em, giống như lần trước, giống như lần trước mà em yêu cầu thì chị làm như đúng như vậy. Thì tại sao bây giờ em lại thấy một lần nữa sát muối vào tim chị vậy? Sát muối vào tim của một người mà em từng gọi là chị yêu, một người mà em từng từng gọi là chị yêu, một người em từng hả năn nỉ, em từng gọi điện thoại bất chấp, qua với em đi, qua với em livestream với em đi, qua lẹ lên đi, qua chưa?
Một người mà khi mà người ta những cái người cơ quan chức năng người ta vào nhà, người ta niêm phong hay cái gì thì nói là em gọi. Em nhớ không? Cái ngày mà cơ quan chức năng người ta vô người ta niêm phong gì á, là em sáng sớm là em đã gọi rồi. Em gọi xong em kêu làm sao anh gọi cho chị nữa. Chị nói thôi có bà kia được rồi, chị khỏi qua cũng được, chị khỏi qua nha. Không, em chị phải qua với em, chị ơi chị phải qua với em đi, chị qua chưa vậy. Cái đó có thể là cái bạn phát ngôn không biết, nhưng mà đó là sự thật. Và chị qua xong công nửa ngày chị về, chị thấy thôi mình ngồi đó cũng ngồi đó để ủng hộ tinh thần thôi, thôi chị về chị còn làm việc, chị vừa về chưa tới phòng khám nữa thì em lại gọi. Em kêu chị đi đâu rồi, chị lại quay trở lại đi, chị đi quay trở lại đi. Rồi thằng Sang gọi cho chị. Chị bỏ công việc chị quay trở lại. Em nhớ những ngày đó không? Nhớ những lần mà chị like cho em, bán cho em một lần mấy ngàn đơn khi em chưa biết like không? Nên vì một cái chuyện gì đó em hiểu lầm. Những em đã biết YouTube rồi mà. Nếu mà chị có thể điều khiển được YouTube thì người ta đâu có, những cái kênh khác người ta đâu có lên người ta bôi nhọ chị hay là người ta nói nặng nói nhẹ cá nhân của chị mà chị vẫn im lặng đó. Chị đâu có thể nào kiểm soát, chị đâu có thể nào control người ta được đâu, đúng không em? Thì sao một lần nữa, lại một lần nữa em lấy muối em sát vào tim chị vậy? Chị đã muốn ra đi một cách êm đềm, em biết, em nhớ có những lần em nhờ chị xong em kêu chị, em nhớ cái ngày đó em kêu chị giật bầu chị hay quá, xong chở em đi đến nơi, em đuổi chị về, xong chị đi về giữa đường em gọi điện thoại em kêu chị quay lại đón em. Chị tổn thương lắm đó, không ai làm gì với chị hết trơn. Chị suốt cuộc đời chị là đưa đón chị không, nhưng mà chị làm cái điều đó. Em gọi cho một chị hai kêu chị lại không? Cái chuyện đó là người đại diện pháp môn của em cũng nhớ, cũng có nữa đó, nhớ nữa đó. Và em biết thời điểm đó chị buồn, chị khóc rất nhiều. Và anh Luân là cái người mà xin lỗi giùm, anh Luân là người nói thôi họ, tại vì chắc là nó đang rối hay gì đó, thôi cho anh xin lỗi đi. Vì em mà anh Luân đã gọi điện thoại nhờ và giả chị, những cái giai đoạn mà em qua nhà em nhờ giả chị mà chị không nhận lời, tại vì chị ngại bạn phát ngôn, tại vì chị thấy là người ta đang giúp rồi và chị ngại mẹ nuôi, chị ngại, chị không có dám nhận. Và lúc đó là anh Luân đã gọi điện thoại năn nỉ chị, em có giúp gì được thì em giúp cho em gái của anh đi. Chị biết là bây giờ là em giàu, em có rất là nhiều tiền, không giống ngày xưa nữa. Em rất là giàu, em buôn bán được rất là nhiều tiền. Có thể là em giàu hơn chị đó. Tại vì chị nhìn thấy cái sự mà phát triển của em, thấy được cái thành công của em, chị nhìn thấy chị rất là mừng giùm em. Nhưng mà em ơi, em có tiền nhiều, chị mừng giùm em. Những cái gì chị cho em, chị nghĩ với thời điểm này nó không có giá trị gì với em hết á. Rồi em trả lại. Chị buồn, nhưng mà thôi không có sao hết á. Nhưng mà còn cái tình mà chị dành cho em đó, cái tình mà chị thức đêm, thức hôm vì em,
mà chị qua chị ngồi chị lết từ dưới đất, chị bán livestream, chị ngồi chị lết, chị hát sùm trời đất bán cho em. Mà cái tình mỗi lần mà em gọi lại có chị có mặt thì chị cúi đầu năn nỉ em hãy tha cho chị. Còn nếu mà em muốn trả lại răng gì đó giống như em nói đó thì thôi, mình em dùng rồi thì em trả lại chứ không có dùng gì được. Thì thôi bây giờ đang bão, đang lũ ở ngoài miền Trung đó, em chuyển vào cái quỹ Tổ quốc Mặt trận hoặc là quỹ Chữ thập đỏ, cái phí đó em chuyển vào đó, chứ răng là không có lấy lại được, tại vì răng mà tháo ra rồi không có dùng được nữa. Mà coi như giống như chị sẽ giảm cho em, giảm vì chị em chỉ có thể giảm cho em 60%, thậm chí là em chỉ cần trả một bao nhiêu cũng được, em chuyển vào cái quỹ Chữ thập đỏ đi, hoặc là cái họ Mặt trận Tổ quốc gì đó. Cái chi phí đó em làm điều đó đi, chứ chị không có nhận lại được, tại nhận lại cũng không làm gì được đúng không. Em cứ chuyển vào, em cứ để là tên của em, hoặc là em có thể cho một chuyển vào cái chùa nào. Với chị bây giờ là giúp đỡ người khác, bây giờ là phải qua thông qua chùa hoặc là qua cái những cái hội, những cái quỹ của nhà nước. Thì cái chi phí đó em muốn trả bao nhiêu cũng được, em trả vào cái quỹ đó giùm chị, cái quỹ Mặt trận Tổ quốc hoặc là quỹ Chữ thập đỏ. Chứ chị là chắc chắn là chị không nhận lại, tại vì đâu có nhận lại được đúng không. Em xài hơn một năm rồi sao mà trả lại cũng không có xài được. Dù em có sát muối vào tim chị thêm lần này nữa, chị năn nỉ em tha cho chị, nhưng thật tâm ở trong lòng chị vẫn không bao giờ giận em hay là ghét em. Đó là cái lời nói thật của chị. Còn việc mà em ngại quá, em bị mọi người nói quá thì thôi, bây giờ em cứ chuyển trả về cái Tổ quốc Mặt trận hay là quỹ Chữ thập đỏ hay là cái chùa nào đó. Em muốn trả bao nhiêu tiền em trả không có sao hết, chứ trả răng là không nhận được em ha. Cần cái gì ấy, thì mình nhắn tin, đừng người mình